Phẩm Hoa, kệ số 4 và 5, pháp cú 47 và 48, Hòa thượng Tuệ Sư biên soạn và giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thịnh cùng Tòa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Phật Thầy ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhờ sau tối lần thầy, chúng con thành kính lễ và tri ân của Tòa Minh Hạnh. Kính bạch chư Tổng Đức, kính thầy chúng, bài học hôm nay, môn học Pali Pháp Cú, bốn la mã phẩm hoa, kệ số 4, pháp cú 47, nguyên sự. Bài kệ này được Đức Phật thuyết khi Ngài ngự tại Chitavana Savatthi. Nguyên nhân câu chuyện vua Vidudapa và đoàn quân viện chinh bị lũ lụt cuốn trôi. Chuyện bắt đầu từ thời Vidudapa còn là thái tử, con của vua Vajjayanadi xứ Kosala. Mẹ của thái tử Vidudapa là con gái của hoàng thân Thích Ca Mahanama và một cung nữ hạ cấp. Một lần, thái tử Vidudapa từ Kosala về thăm quê mẹ ở Kapilavastu, bị những người dòng Sakya khinh rẻ và có lời sỉ nhục. Vidudapa mang mối hận trong lòng, thề sẽ trả thù. Đến khi Vidudapa được lên ngôi kế vị, nhớ đến mối thù năm xưa, bèn đem quân đánh giết dòng họ Sakya Thika để rửa hận. Sau khi giết sạch dòng họ Sakya, vua Vidudapa kéo quân trở về, dập đường đến bờ sông Achiravati thì đã tối, nên vua ra lệnh đóng trại nghỉ qua đêm tại bờ sông. Nước sông vào mùa khô cạn để nổi lên những cồn cát giữa dòng sông và mé sông. Đại quân của vua Vidudapa theo lệnh đã hạ trại trên những cồn cát ấy mà ngủ. Đến nửa đêm, mọi người đang say giấc thì trời đổ mưa như trút, nước lũ dâng cao trong phút chốc, khiến đoàn người của vua không trở tay kịp. Cả vua Vidudapa và đại binh đều bị nhận chìm dưới dòng sông. Chư tỳ kheo biết tin dòng Sakya bị tàn sát và vua Vidudapa dẫn đại binh sập lần giết hại những bậc thánh, rốt cuộc cũng không về lại xứ sở được, bị nước cuốn trôi chết hết. Các vị hội hợp trong giảng đường bàn tán xôn xao. Đức vua ngự đến giảng đường, chư tỳ kheo bạch hỏi ngài về tiền nghiệp của dòng Sakya. Đức Phật cho biết, trong thời quá khứ, cả dòng họ Sakya
và đám dân làng đã rủ nhau đập đập ngăn một khúc sông, rồi đánh thuốc độc, bắt tôm cá, khiến tôm cá chết nhiều. Do cộng nghiệp ấy mà nay bị tàn sát cả dòng họ, bị tàn sát đồng loạt. Các vị tỳ kheo cũng thuộc lại vị vua Vidurappa và đại quân bị nước lũ cuốn trôi chết thảm, không về tới xứ sở. Đức Thế Tôn nhỏ đã thuyết bài kệ Uppa ni he va cha thi năng tăng bắc chú a đa dạ gắt chắc thi. Chánh văn: Uppa ni he va pa chi năng tăng ya sát tá mana sang narak narang sút tăng gà măng ma hồ gô vã bắt chú a đà dạ gắt chắc thi. Pháp cú 47. Thích văn: Bức ba ni, đối cách số nhiều của danh từ trung tính bức tá, những bông hoa. Hề vá, hợp âm hi hề vá, thực vậy, quả vậy là vân vân. Bác chí năng tăng, đối cách số ít nam tính của hiện tại phân từ bác chí năng tá, từ động từ bác chí nà đi hái thu hoạch vui nhận. Gia sát ta mana sang, đối cách số ít nam tính của hợp thể tính từ gia sát ta mana sa, gia sát ta cộng mana sa, có ý đắm say, có tâm quyến luyến. Na rằng, đối cách số ít của danh từ nam tính na ra, con người, hạng người. Chút tầng, đối cách số ít nam tính của tính từ sút tá, quá khứ phân từ của động từ sút bát tí, đã ngủ, ngủ say. Gà măng, đối cách số ít của danh từ nam tính gà mát, làng sớm, khuôn ấp, mát cù, cù vá, hợp âm má gù, cù, má hồ, cù, ý vá, má hồ, cù. Với các chú ít của hợp thể danh từ nam tính ma hồ gá, ma hà cầu ô gá, trận lục lớn, trận lũ, lục kinh hoàng, ý vá, bất biến từ chỉ dạo, ví như, như là, ma chú, cho các chú ít của danh từ nam tính ma chú, chịu chết, thần chết, a đà giá, bất biến, quá khứ phân từ của động từ a đa tí, a cộng căng đa cộng giá, sau khi lấy, sau khi bắt. Gắt cha tí, hiện tại ngôi số 3 số ít căng gam cộng á bằng gắt cha tí. Ở đây, gắt cha tí dùng như một trợ động từ a đa giá gắt cha tí, nghĩa là bắt lấy, bắt đi, dẫn đi. Việt văn: Người nhặt những cành hoa, ý say mê nhiệm đắm, tự thần sẽ bắt đi, như lũ trôi là ngủ. Bắc cú 47. Chuyện văn: Bupa ni ni e va pa chi nang tang ya sat ta ma da sang na rang ma chu a da ya ga cha ti chu tang ga mang ma ho ko i va. Thường chết sẽ bắt đi con người có tâm đắm nhiễm, đang hái những cành hoa, như trận lũ lụt cuốn đi ngôi làng say ngủ. Lý giải: ai cũng phải chết, nhưng có cái chết hoảng loạn, có cái chết tỉnh táo. Người chết với sự hoảng loạn sẽ tái sanh vào cõi khổ. Người chết với sự tỉnh táo, tâm an nhiên sẽ tái sanh vào cõi lạc. Ý nghĩa bài kệ này: người đang hái những cành hoa là ám chỉ chúng sanh còn đang ôm ấp những hệ lụy phiền não, yêu và hận, thương và ghét. Người có ý đắm nhiễm là người còn dính mắc theo danh lợi, chức quyền, vân vân. Những con người ấy chưa kịp thỏa mãn dục vọng thì đã bị thần chết bắt đi trong sự hoảng loạn.
Đức Phật nhân sự kiện vua Viduddhapa và binh tướng của ông, ta đang say ngủ trong doanh trại, thình lình bị trận lũ lụt cuốn trôi, mà ngài thuyết lên vị ngu này thì nói chúng sanh mê ngủ trong dục vọng, bị thần chết cướp đi mà cũng như thế. Bốn lâm đạo phẩm hoa kệ số 5, Bắc Cú Kinh 48. Viên sự. Câu kệ này được Đức Phật thuyết ở Savatthi nhân câu chuyện của tín nữ Patipuchika. Tại Savatthi có đàn tín nữ Patipuchika thường xuyên cúng dường thực phẩm đến chư tỳ kheo. Một ngày kia, buổi sáng, nàng Patipuchika cúng dường đặt bát đến chư tỳ kheo tại phước sáo của nàng xây dựng. Đến buổi chiều hôm đó, nàng đột ngột qua đời và sanh về khỏi trời Đao Lợi. Sáng hôm sau, chư tỳ kheo đến phước sáo của nàng Patipuchika nhập thực, không thấy nàng tín nữ, hỏi ra mới biết nàng tín nữ ấy đã chết từ chiều hôm qua. Chư tỳ kheo kinh cảm, kiếp nhân sinh ngắn ngủi, chư tăng về chùa và tới Đức Phật chuyện nàng tín nữ chết đột ngột như vậy. Nhưng sự kiện đó, Đức Phật thuyết pháp về sự ngắn ngủi của kiếp người, cái chết trực chờ, không biết lúc nào cướp đi mạng sống. Rồi Đức Thế Tôn đã nói lên bài kệ này. Uttani hề vạ và chi năng hàn ta cô kuru tề và sẵn chẳng bằng Uttani hề vạ và chi năng tăng và sắc ta mà đa sẵn nà rằng và tí tăng dê vạ kà mê su tăng ta rô kuru tề và sẵn Pháp Cú Kinh 48, Thích Tăng. Bát Tít Tăng, Dê Vá, hợp âm sang chữ Dê vào giữa phụ âm Lá và nguyên âm E. Bát Tít Tăng, E Vá, Bát Tít Tăng, đối các số ít nam tính của tính từ Bát Tít Tá, Á, Cộng, Thí Tá, không vừa lòng, chưa thỏa mãn, ca mê su, vì sợ cách số nhiều của danh từ nam tính ca má đối với các dục trong các cảnh dục. Tam tắc cô, tam tắc cô, chủ các số ít của danh từ nam tính tam tắc cá, sự bạn chung, sự kết liễu, sự chết, má chú. Guru tê, tiếng hàn cách ngôi số ba số ít. Hình thức Atano Pada Karoti, động từ làm, hành động, dùng như một trợ động từ. Vasan, đối các số ít của danh từ nam tính Vasa, sự kiểm soát, thế lực. Vasan Karoti, cai quản, khống chế, phong tỏa. Việc văn, người nhạc những cành hoa ý say mê nhiễm đắm, chưa thoải mãn các dục, thần chết đã khống chế. Bát Cú Kinh 48. Chuyển văn. Uttani hi eva pachi nang tang yasatta manasang narang apitang me iva antako vasang kurute. Từ thần kiểm soát, kẻ có tâm, ý đắm nhiễm, đang hái những cành hoa, không thỏa mãn đối với các dục. Lý giải, bài kệ này cũng gần giống ý nghĩa bài kệ trước, Bát Cú Kinh 47, nói về cái chết sẽ xảy ra cho mọi người. Nhưng ở bài kệ này, Bát Cú Kinh 48, thì Đức Phật dạy, con người ta mãi say mê tầm cầu dục lạc. Vợ chồng, con cái, tài sản, danh lợi, vân vân, không bao giờ thỏa mãn.
Họ nào biết rằng cái chết đang rình rập để cướp lấy danh mạng của họ. Rồi họ chết với tâm chưa thỏa mãn với các dục. Họ phải tái sanh quanh quẩn với bao nhiêu đau khổ không có lối thoát. Đời người quá ngắn ngủi. Ai biết vậy, hãy đừng đắm nhiễm dục và đừng nô lệ cho tham ái, mà hãy tu tập để đạt đến cuối cánh chính dứt tự sanh. Đi rồi giáo trình thì khô thời xưa. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời quý đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe Thầy Thịnh Pháp Sư. Hàng thiện tính mải mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh trang, nào phiền cách buộc sinh tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tỉnh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hạnh, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh ngài Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tùng Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học Pháp Cú, câu số 47-48, tức là câu kệ số 4, số 5 trong Phẩm Hoa. Hai bài kệ này Đức Phật thuyết trong hai duyên sự khác nhau, nhưng mà mạch lòng có phần giống nhau. Nên chúng tôi cho học chung một buổi. Kính thưa quý vị, về cái duyên sự mà Đức Phật đã thuyết và kệ số 47 thì câu chuyện này là câu chuyện rất bi thương cho cái dòng họ, dòng tộc Thích Ca, họ hàng của Đức Phật. Dòng Thích Ca trong đời quá khứ là những người nhân sống ở trong một làng ven bờ sông. Họ đã đắp được ngăn một khúc sông rồi đánh thuốc độc cho tôm cá nó nổi lên và bắt đi, khiến tôm cá chết nhiều. Do cộng nghiệp đấy mà bị tàn sát cả dòng họ. Thưa, nguyên nhân về cái sự tàn sát
dòng Thích Ca do vua Vidudapha nên quân tấn công, nó cũng vì một cái câu chuyện nhỏ nhưng mà nó lại để ra một cái hậu quả vô cùng thảm khốc. Xấu là vua Pasenadi của Patunak vì muốn phát huy với dòng tộc Thích Ca để trở thành người Bồ Tát với Đức Phật, cho các vị tỳ kheo có cái sự thân thiện với vua, nên vua Pasenadi đã cử người sang cầu hôn dòng Thích Ca. Nhưng mà dòng Thích Ca thì luôn luôn có cái sự kiêu mạn, và chỉ có người trong dòng tộc mới lấy nhau, không có cho người ngoài. Nhưng mà một mặt thì muốn giữ hòa khí, cho nên họ đang bàn tính, thì ông Hoàng Thích Ca Mahanama ông ta nói rằng là ông từng có một người con gái, mà cái cô công chúa đó đó thì con của ông Hoàng Mahanama với một vị cung nữ của ông ta, vì vậy cho nên xem như là ngoại tộc. Nhưng rồi Dần Thích Ca quyết định đem nàng công chúa ngoại tộc đó để gả cho đức vua Pasenadi. Là nàng Vasapha Khatija. Khi mà nên về và vua với công chúa Vasapha Khatija đã có với nhau một vị hoàng tử là Vidudapha. Nhưng vì công chúa Vasapha Khatija biết cái thân thế của mình nên không bao giờ nhắc đến ở bên ngoài như thế nào cho hoàng tử nghe. Khi mà hoàng tử vừa trưởng thành một chút thì mới hỏi mẹ về ông ngoại của mình. Nhiều lần công chúa Vasapha Khatija không có nói, nhưng cuối cùng thì cũng phải nói cho biết. Và hoàng tử Vidudapha xin về thì là về để thăm với ông ngoại. Mọi việc tưởng chừng như chị sẽ êm đẹp nếu như không có cái chuyện mà hoàng tử của đứa đó bỏ quên cái thanh gươm và sai người hầu trở lại lấy.
là và cái người lính đó họ nghe lỏm được những cung nữ ở trong đó, con của đứa nô tỳ đã ngồi ở đây làm cho chúng ta phải cực khổ như vậy, phải vất vả như vậy. Thì lính hầu nó về, nó mới thưa lại với hoàng tử Quốc Đưa Đất Phá. Hoàng tử Quốc Đưa Đất Phá đã được hướng dẫn nghe rằng bây giờ họ lấy sữa để rửa cái chỗ ngồi của ta, thì trong tương lai ta sẽ lấy máu của họ để rửa chỗ ngồi. Cứ quan trái như thế. Và khi mà vua Pase nó đi băng hà thì phải là ứng quân đơn nó phá đã lên kế vị. Thực ra cái sự kiện mà vua Pase nó đi băng hà và vua Đô Đất Phá kế vị thì cũng còn dài, nhưng mà ở đây chúng tôi không có nhắc, chỉ nói đến cái chỗ là khi lên kế vị ngôi vua thì vua Vũ Đô Đất Phá nhớ lại cái hận thù cũ, liền đem quân tấn công. Đức Thế Tôn đã một lần hai lần ngài đi đến giữa biên cương hai xứ nơi mà vua Đưa Đất Phá dẫn quân sang, thì ngài ngồi ngự ở dưới một cái gốc cây trơ trọi cành lá. Vua Đưa Đất Phá đã xuống ngựa và đi đến đến lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng ở kia là một cây có tàn lá xum xuê, sao Đức Thế Tôn không ngự ở đó lại ngự ở cội cây này? Trời nắng làm cho ngài khổ nhọc. Thì Đức Phật ngài nói rằng là bóng mát của quý thuộc đã che mát cho Như Lai được rồi. Ông vua nghe như vậy ông hiểu Thế Tôn muốn ngăn cản nên ông kéo quân về. Lần thứ hai cũng vậy, nhưng đến lần thứ ba Đức Phật ngài quán xét thấy cái ác nghiệp tiền thân của dòng Thích Ca đã tạo, nên bây giờ đến hồi nó trổ quả nên ngài không ngự đến nữa. Thế là vua Quy Định Đức Phá đem quân tàn sát dòng Thích Ca. Mà khi kéo quân trở về đến có bờ sông, lúc đó vào cái mùa nắng nước sông cạn và để lộ ra cái cồn cát ở dưới giữa dòng sông lên tới bờ, và vì quân lính của vua cảm thấy nóng nực cho nên họ đã xuống cồn cát để mà họ dựng trại và ngủ ở đó. Những người nào mà không có cộng nghiệp sát trong cái chuyến viễn chinh này thì tự nhiên họ nằm ở dưới, họ bị kiếm cắn cho nên họ phải bỏ lên trên bờ. Còn những người nào họ nằm ở trên bờ họ cảm thấy nóng nực cái họ đi xuống dưới mé sông cồn cát để mà họ nghỉ. Và đến nửa đêm trong lúc mọi người đang ngủ say thì một trận mưa sấy mùa, mưa rất to, nước đổ như trút
và cái dòng sông nước dâng lên cuồn cuộn và nó cuốn trôi hết tất cả quân binh của vua của Đô Đa Phá. Khi các vị tỳ kheo thuật lại cho Đức Phật nghe cái sự kiện này thì thưa quý vị, ở đây trong cái bài kệ chúng ta phải hiểu rằng là không phải là Đức Phật Ngài nói về các, nói về cái sự kiện mà vua Quy Đô Đa Phá và quân lính bị thần chết cướp mạng, mà Ngài chỉ dựa theo đó, Ngài muốn ám chỉ, Ngài nói rằng là chúng sinh ở trong đời họ đang nhặt những cành hoa, các tâm ý say mê nhiễm đắm bị nữ thần bắt đi như lục trôi là ngủ. Tức là cái ý ở đây đó là khi mà một con người họ ngủ mê ở trong cái sự hưởng thụ các dục, chúng sinh không muốn biết rằng là thần chết sẽ đến mà họ đi bất cứ lúc nào, cũng giống như là nước lũ họ trôi cái cả cái đám đám người đám quân của vua mới đưa ra phá gì. Ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng là ở trong cái cuộc sống á, thì ai cũng phải chết, dù giàu cũng phải chết, dù nghèo cũng phải chết, sang hèn cũng phải chết, dù cho phàm phu hay bậc thánh nhân cũng phải chết, nhưng mỗi người có cái cách chết khác nhau. Có những người chết trong cái sự tỉnh táo, họ sẵn sàng để đón nhận cái chết với cái tâm thản nhiên, và họ làm được nhiều công đức, hoặc giả là những vị việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống. Thì đối với vị đó có chết đi nữa thì sau đời sống này không đời sống khác, thì các vị cũng chết, nhưng mà cái chết đó không có đáng kể gì. Nhưng mà đối với chúng sinh phàm phu, họ còn u mê tâm tối, họ vẫn mê ngủ ở trong dục lạc, trong cái sự hưởng thụ dục lạc. Là đến khi mà thần chết cứ sinh mạng, đến lúc đó họ cũng chưa có tỉnh táo, họ chưa có nhận thức được, và họ phải tái sanh vào những cảnh giới khổ đau. Đây là cái bài kệ, ý nghĩa bài kệ đầu tiên, bài kệ số 47 mà Đức Phật Ngài đã dùng cái hình ảnh nước lũ trôi ngôi làng đang say ngủ. Ngôi làng ở đây đó là vì doanh trại của
quân binh vua của Đô Đốc Phá dựng trại dài hàng cây số, bởi vì đông như là một cái ngôi làng. Ở trong chú giải nói rằng cái ngôi làng ở đây là ám chỉ cho cái doanh trại mà nối tiếp với nhau vậy. Trong cái danh từ làng Gama hay là Anut Khare, chữ Khare Antarakhare hay là Gama Game là trong luật nói rằng là những cái ngôi nhà chỉ từ 5 ngôi nhà trở lên mà liền kề với nhau, như vậy được gọi là, đủ gọi là Khare hay là Gami. Anh ta rất Khare hay là Gami. Cho nên chữ Gami ở đây phải hiểu là cái hình ảnh, cái doanh trại của quân đội vua Vinh Đức Đức Phật. Và cái chuyện mà vua Vinh Đức Đức Phá đem quân tấn công, sát hại, thảm sát cái dòng Thích Ca đó, cái chuyện đó nó không có liên quan gì đến bài kệ, và bài kệ cũng không có liên quan gì đến cái câu chuyện đó. Đức Phật Ngài chỉ theo cái sự yêu cầu của các vị tỳ kheo, Ngài nói về do cái tiền nghiệp của những người dòng Thích Ca đã đứng thuốc dưới dòng sông để cái cá toàn thể, mà bây giờ phải bị chết toàn thể như vậy, chỉ vậy thôi. Còn về cái chuyện mà các vị tỳ kheo thuật lại với Đức Phật nghe về cái đám quân binh của vua Quy Đơ đã phá ngủ ở trên cồn cát giữa dòng sông bị nước lũ cuốn trôi đó, Đức Phật là lấy cái hình ảnh đó để Ngài muốn khuyến cáo, Ngài nhắc nhở cho chúng sanh là chúng sinh họ đang say ngủ ở trong một cái khoái lạc của dục trần, nhưng đâu biết rằng là cái chết sẽ xảy đến cướp mất mạng sống của họ. Ý nghĩa đó là gì vậy? Ở trong cái bài kệ số 48 thì bài kệ này nói về cái câu chuyện của nàng tín nữ Patipu Chika. Bài kệ số 48 này Đức Phật Ngài cũng dựa vào cái sự việc đó, dựa vào cái duyên sự đó mà Ngài nói lên bài kệ để cảnh tỉnh chúng sanh, chứ nó không có liên quan gì đến nàng tín nữ Patipuchika cả. Bởi vì nàng tín nữ Patipuchika là một người giàu niềm tin, và mỗi ngày thường đặt bếp đến chư tỳ kheo làm như vậy một thời gian rất lâu. Một buổi sáng kia
Một ngày kia, buổi sáng nàng đã chính tay mình đặt bát đến chư tỳ kheo, nhưng mà buổi chiều thì nàng đột ngột qua đời. Và hôm sau các vị tỳ kheo cũng đến nhà của nàng tín nữ đó để được nhận vật thực cúng dường, nhưng mà chư tăng không thấy nàng tín nữ đó đâu, thì hỏi ra mới biết rằng nàng đã chết từ chiều hôm qua. Thì các vị tỳ kheo kinh giảng cái sự vô thường, kinh giảng cái sự ngắn ngủi của kiếp nhân sinh. Các vị mới trở về chùa và bạch lại với Đức Phật. Thì cũng nhân cái sự kiện này mà Đức Phật ngài thuyết lên bài kệ số 48 để cảnh tỉnh chúng sinh. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là nó không có liên quan gì đến những nàng tín nữ, bởi vì nàng ta là người có niềm tin tạo nghiệp công đức, cho nên sau khi chết đã sanh được cõi trời Đau Lợi. Còn ở đây Đức Phật ngài thuyết một câu mà mạch văn cũng gần giống như là cái bài kệ số 47. Bất pha ni hi quá pa chi nan tăng ya sat tha mat na mana sang na rang. Chỉ khác có hai câu a ti tăng di quá ca me su an ta ko ku re te ko sang. Ở trong bài kệ này thì Đức Phật ngài không có đưa lên một cái hình ảnh thí dụ nào cả, mà thay vào đó thì Đức Phật ngài nói rằng chúng sinh sống không có thỏa mãn đối với các dục, nó cũng cần cái ý là đúng sai các dụng. Quả thật một con người bình thường sống trong cuộc sống này, họ không bao giờ biết đủ với cái gì đã có. Họ cứ mãi mê chạy theo danh, chạy theo lợi, và luôn luôn lúc nào họ cũng nô lệ cho đồng tiền vật chất, không bao giờ họ biết thỏa mãn. Nhưng mà rồi cái chúng sinh đang say ngủ ở trong những thụ khoái lạc, nó cũng giống như là chúng sanh đang khao khát với dục lực không có thỏa mãn, nó cũng giống nhau như vậy. Và mấy chú Aga Yagachati, chữ mấy chú ở đây là tử thần, nó cũng đồng nghĩa với chữ Antako. Chữ Antako cũng cái nghĩa tử thần. Nhưng mà hai từ này đó, trong tiếng Pali chữ bát chú nó xuất phát từ căn mara, chữ mara tức là chết, tại ra chữ bát chú có nghĩa là sự chết hay là tình chết. Còn chữ antako đó, chữ antó tức là kết thúc. Hay là chung cuộc.
Anh cô tức là người mà làm cho kết thúc sự sống, hay là làm cho mạng chung, thì cũng đồng nghĩa với chữ tử thần mà chú gì. A-đa-giá-gá-chí-tí nó cũng đồng nghĩa như là Kuru-tê-quá-xăng. Chữ quá xăng là quyền lực. Còn chữ Kuru-tê đó, động từ Kuru-tí, một cái hình thức khác của động từ Kuru-tí là Kuru-tê. Và khi mà ghép một thành ngữ chữ kurute quá sang, tức là hay là khống chế, quản thúc hay khống chế. Còn nếu mà chúng ta nói chủ nghĩa ra đó, thì có nghĩa là làm quyền hạn. Ở trong nhà mà có một người, cái gì họ cũng bắt người khác, họ bắt buộc người khác phải theo, thì vậy đó gọi là làm quyền hạn. Kurute quá xăng là quyền hạn. Thì ở đây đó, bị thần chết quản thúc là tất cả chúng sanh đều phải bị chết. Sape sata merisanti, tất cả chúng sanh đều sẽ chết vì cái sự chết sẽ mất đi thần chết, sẽ chi phối họ. Thì ở đây nó nằm trong cái nghĩa chung như vậy. Ở đây thưa quý vị, trong cái bài kệ số 48 này cũng là một bài học để cảnh tỉnh chúng ta, mà Đức Phật Ngài đã thuyết dạy. Chúng ta phải biết rằng là tất cả chúng sanh đều sẽ chết, ai cũng không có thoát khỏi cái sự kềm, thoát khỏi cái cương tỏa của thực chất. Nhưng mà nếu chúng ta cứ sống và đòi hỏi chạy theo cái dục vọng không bao giờ thỏa mãn, từ khi trẻ cho đến trung niên, cho đến lão niên, chúng ta không bao giờ thỏa mãn với những gì mà đã có, thì cuối cùng cũng phải chết. Nhưng mà trong cái chết đó thì thật là vô ích, là bởi vì mình chết trong cái sự chưa thỏa mãn, mà trong khi các cái thiện pháp không có làm được cái gì, những cái hành trang, những cái tương lương về công đức mình chưa có để sẵn, chưa có mang theo, thì mình sẽ không có cái gì lợi lạc trong đời sau. Chúng ta sẽ phải bị khổ trong cảnh giới tái sanh. Ở đây trong tương bộ kinh Đức Phật này cũng có dạy như một căn nhà bị cháy, những gì bị cháy nó không còn lợi ích đến cho chủ nhà nữa, chỉ có cái gì đem ra khỏi căn nhà đó thì cái đó mới còn lợi ích cho người chủ nhà. Cũng vậy,
những cái công việc, cái phước báo những người đã làm. Nó có lợi ích cho người đã, cho cái người đã chết. Nhưng mà ở trong kinh Tương Ưng đó, thì cái chỗ này Đức Phật này nói rõ là cái tài sản vật chất mà mình tích lũy, cất giữ, mình dành dụm rồi đến khi mình chết á, tức là căn nhà ngũ quẩn mà bị cháy đó, bị già, bị bệnh, bị chết, bị lửa già, lửa bệnh, rồi lửa chết, nó thiêu cháy, thì lúc bây giờ tất cả cái tài sản đó, tài sản vật chất đó để lại cho người khác, họ không đem theo được thứ gì. Cũng giống như là các cái vật dụng ở trong nhà mà bị cháy mà không cứu ra được thì xem như là nó rụi tàn, nó thành cái đống tro tàn, thì không có lợi ích gì. Chỉ có cái gì mà đem cho, đem bố thí, thì cái mà mình đã đem cho, đem bố thí thì cái đó còn là của mình, là tài sản của mình. Tức là những cái vật dụng ở trong nhà mà được đem ra khỏi căn nhà đang bị cháy, thì cái đó mới có lợi ích cho chủ nhà mà thôi. Cũng như khi mà chúng ta không biết đủ với dục lạc, với tiền tài vật chất, chúng ta cứ tích lũy hết cái này đến cái kia, nhưng mà chúng ta không biết rằng là khi cái căn nhà này nó bị cháy, tức là thân ngũ này bị chết đi, thân này bị chết đi, thì xem như là tất cả những thứ mình dành dụm để dành đó, cất giữ đó, thì nó cũng tiêu tan hết, phải bỏ lại, không có hữu dụng gì cho mình hết. Mà nếu như mình đem cái vật dụng tài sản đó để mình bố thí giúp đỡ cho người khác, hay là mình cúng dường đến các bậc sa môn và lâm môn, những bậc xuất gia tu hành, để mình tạo cái phước đó, thì như vậy chính cái đó mới lợi ích cho mình ở đời sau. Punyani parlokasin patitha hoanti paninang, phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong nhà vị lai. Như thế trong cả hai bài kệ này, điều mà chúng ta cần phải học là chúng ta đừng bao giờ chúng ta ngủ sai mà trong cái khoái lạc. Chúng ta lo chúng ta ngủ sai khoái lạc vật chất mà chúng ta quên những chuyện cần phải làm, là bố thí, trì giới, tu thiền. Chúng ta quên chuyện đó, chúng ta cứ lo ngủ sai như vậy thì cũng là thần chết mang đi. Nhưng mà chúng ta lo chúng ta tu tỉnh thì dầu cho có chết đi nữa thì chúng ta cũng vẫn có cái sự an vui, vẫn có sự an vui. Cũng như Đức Phật ngài dạy rằng Apamatta namijanti vipamatta vithamatta, người không dễ vui là người không chết, kẻ dễ vui như người chết rồi. Thì trong bài học thứ hai đó là cảnh tỉnh chúng ta sống ở trong cuộc sống này, chúng ta đừng có cái sự ham muốn nhiều. Chúng ta phải luôn luôn biết đủ với gì mình đã có, tức là tri túc.
mà chúng ta phải thiểu dục apicca. Apicca tức là thiểu dục, để dành nhiều cái thời gian đó mà lo cái việc tu tập, làm thị sự, tạo nhiều công đức phước báo, thì như vậy cũng là chết. Nhưng mà trong cái chết đó là cái chết xứng đáng, nó đáng cho chúng ta. Còn khi mà chúng ta mãi say mê nhiễm đắm, không có tri, không có thỏa mãn, chưa thỏa mãn các dục đó, khi mà bị thần chết khống chế rồi thì lúc bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta học những cái bài pháp cú mà Đức Phật đã dạy ý nghĩa thâm thúy, chúng ta phải thường suy nghĩ hàng ngày, chiêm nghiệm hàng ngày, và chúng ta phải thực hành. Như vậy thì chúng ta mới có đạt được cái kết quả, đạt được cái sự an vui. Còn khi mà chúng ta nghe qua, nghe chỉ để mà nghe, rồi sau đó chúng ta quên, không có nhớ tới, không có nghĩ tưởng, không có suy niệm, thì chúng ta không nhớ gì để mà chúng ta tu tập. Bây giờ mỗi chúng ta ai cũng phải chết, nhưng mà có người chết trong cái sự mê ngủ trong dục lạc, trong cái sự mê ngủ dục lạc, có người chết trong cái sự chưa thỏa mãn các dục, thì hai cái chết đó là nó sẽ đưa đến đọa xứ khổ cảnh. Còn cũng là chết, như một người chết trong cái sự tỉnh thức chánh niệm, không có mê ngủ, một người chết ở trong cái trạng thái là họ thiểu dục tri túc, họ không có nô lệ cho cái đồng tiền, cho nên khi họ chết một cách thanh thản. Thì một người chết thanh thản, một người chết tỉnh thức, thì hai cái chết đó là nó quý, là cao quý. Còn cái chết mà trong cái sự ngủ mê, chết trong cái sự chưa thỏa mãn các, thì cái chết đó là cái chết hạ liệt, cái chết là cái chết đem đến sự bất hạnh cho chúng ta, đem đến sự đau khổ lâu dài. Cho nên những cái bài học này chúng ta đừng nghĩ rằng ồ dễ quá, có gì đâu mà phải nói, có gì đâu mà phải trình bày, phải học hiểu. Nhưng mà thưa quý vị, cho đến một ngày kia đó, giờ phút lâm chung, người nào có cái tâm hối hận, thời gian đã trôi qua mình bỏ phí, thì người đó mới chịu cái sự đau khổ. Còn người nào mà họ đã học, đã hiểu Phật Pháp và có tu tập, có thực hành, thì cái chết đến với họ an nhiên tự tại để ra đi. Thì như vậy là người này không có cái sự hối tiếc cái gì. Ngày xưa đó, trong thời Đức Phật, khi mà có những vị tỳ kheo sắp mệnh chung, hay là những người cư sĩ sắp mệnh chung mà chưa tin, các vị trưởng lão đi đến thăm viếng họ trong những ngày cuối, hỏi này hiện giả, hiện giả có cái gì hối tiếc hay không, hay là này đạo hữu, đạo hữu có gì hối tiếc hay không, thì nhắc cho họ vậy. Nếu như vị tỳ kheo đó và hay là những người cư sĩ đó họ nói, bạch quý ngài, con không có gì hối tiếc cả,
những cái thiện pháp con đã làm có phước rồi, bây giờ con sẵn sàng để chờ đợi cái chết. Hay là các vị tỳ kheo nghe nhắc như vậy, các vị liền an trú ở trong chánh niệm, phát triển minh sát để chứng được đạo quả trước khi chết, thì cái đó là quý, thưa quý vị. Còn nếu mà bây giờ chúng ta cứ mê, cứ say ngủ ở trong dục lạc, hay là chúng ta vẫn còn chưa thỏa mãn, chúng ta nằm đó giờ phút lưng chung tử thần kề bên rồi đó, lúc bây giờ chúng ta bị dao động, bị hốt hoảng, thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đau khổ lâu dài. Thì đó là ý nghĩa của bài kệ mà chúng tôi, bài kệ Pháp Cú 4748 tôi xin được chia sẻ với quý vị hôm nay. Và bây giờ xin cung kính Hòa Thượng Giác Đẳng cầm mic và chia sẻ thêm cho Phật tử những cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa Hòa Thượng Tịnh Sư, Bạch Chi Tổ Đức và thưa quý Phật tử, để Tịnh Sư huynh đi nghỉ, phần còn lại thì sư đệ và sư tăng sẽ tiếp tục đóng trách. Quý Phật tử thấy chư vị giảng sư nào mà đang có mặt ở trước máy không? Nếu có thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Dạ vâng. Thưa quý vị, một ở trong những cái trạng thái tâm lý đôi khi rất là khó hiểu của chúng ta đó, là cái sự vô cảm. Và vô cảm đối với một cái gì đó rất là quan trọng. Thí dụ như chúng ta đi làm, có nhiều việc phải làm, nhưng mà rồi cha mẹ già cần một chút quan tâm của chúng ta, thì chúng ta lại không chúng ta lại không có nghĩ đến nhiều. Cho đến một ngày nào đó cha mẹ mất đi, thì khi cha mẹ mất đi đó, thì bây giờ chúng ta tổ chức tang lễ, và những cái ngày mà đám tang mình có dịp ngồi lại, mình nhớ rằng sau thời gian qua đó mình bận vợ con, bận công ăn việc làm, bận bạn bè xã hội, bận quá nhiều công việc lôi kéo, mà chúng ta lại không có nghĩ đến là cha mẹ là quan trọng. Đó là một thứ vô cảm của chúng ta. Hay hoặc giả là ở trong đời sống hàng ngày, ở chung quanh không biết có bao nhiêu là những việc mà quan trọng phải làm, thì thưa vị, chúng ta lại không có ý thức và thấy được những điều quan trọng đó. Về điểm này thì chúng ta phải nhìn nhận rằng trong cái tâm ý của con người đó, cái bản chất của chúng ta là nó bị chi phối bởi một cái gì đó, và để đưa tâm trở về lại với những gì gọi là đáng quan tâm nhất mà mình cảm nhận một cách sâu sắc nhất, thì không phải là chuyện dễ dàng. Con người sống thì rơi vào trong cái trường hợp mà chúng ta gọi là sự ơ hờ. Có lẽ Đức Phật là một trong số rất ít những bậc giác ngộ đã xuất hiện trên thế gian này
nhắc nhở cho chúng ta là nên lấy cái chết của cuộc sống để cảm nhận được cái gì là kịp thời, cái gì là cần thiết, cái gì là nên nghĩ, nên nhớ. Chúng tôi đã từng đi dự một đám tang. Và thưa quý vị, người con trai thì chết còn trẻ, trên dưới 40 tuổi. Và cha, mẹ thì hai người đều bị bệnh. Cha sắp ra đi, mẹ thì già nua. Nhưng mà những người con khác trong gia đình đó, thì cái điều bận tâm nó không phải là cái sanh tử sự đại của cuộc sống, rồi tất cả chúng ta phải chết, mà bận tâm là công ăn việc làm, bận tâm là nhà cửa, cho đến khi cái chết thực sự nó đến với mỗi chúng ta. Thưa quý vị, một lúc nào đó thì mình phải nhận rằng mặc dù tâm thức có được một điều rất là vi diệu trong cái sự nhận thức, cảm nhận, nhưng mà tâm thức của muôn loài chúng sinh bị bao phủ bởi vô minh ái dục. Và do vậy, sự cảm nhận đó nhiều lúc rất là phiến diện. Trong bài Kinh Pháp Cú hôm nay đó, có một câu chuyện. Có một câu chuyện thứ hai mà chúng ta đọc. Thì trong sớ giải, thưa quý vị, kể về cái câu chuyện của nàng Patipatthika đó, chúng ta nghe như là một chuyện cổ tích vậy đó. Nàng là một ở trong 1000 vị thiên nữ. Và vị thiên nữ này đó, những sống ở trên cõi trời tam thập tam thiên, cõi trời đau lợi, thiên nữ rất có phước. Ở trên cõi trời thì người ta không có cái chuyện mà tán tỉnh, yêu thương với nhau, hay là cưới hỏi lẫn nhau làm vợ lòng chồng. Nhưng mà đó là một cái chuyện tương đối rất là tự nhiên. Đó là sinh ra chỗ nào thì nó tạo nên một cái, chúng ta tạm gọi là một cái luật bất hạnh văn, là trở thành con của vị trời đó, hay trở thành vợ của vị trời đó. Thành ra những thiên nữ này đó là những thiên nữ sinh ra ở trong cái cung điện của một vị trời tên là Puppahari. Và đương nhiên là những thiên nữ này là vợ của những vị trời này. Và cái đời sống vợ chồng trên tam thập tam thiên đó, nó không giống với đời sống mà có cái tương quan dục dục như ở con người, mà khi đó là vợ chồng chỉ nhìn nhau là họ thỏa mãn dục lạc, thỏa mãn. Và cái vị trời này đó tên là Puppahari. Kiếp trước thì cũng đã từng tạo rất nhiều phước lành cùng với thiên chủ đế thích. Nhưng mà vị này lại có một cái đặc tính là rất là thích khoa kiển. Dạ, rất thích hoa kiển. Giống như chúng ta sinh sống trong chỗ người, có những người thích làm vườn, thích trồng hoa, hay là có nhiều Phật tử đến chùa. Dạ, rất là thích săn sóc hoa kiển cho chùa vậy đó. Và vị này sinh lên cõi trời, lúc nào cũng đeo những cái tràng hoa rất đẹp ở thiên giới trên người. Xem đó là một cái gì rất là hạnh phúc.
Và thỉnh thoảng thì vì trời này là dẫn 1000 thiên nữ vào trong một cái lạc viên của cõi trời thập tam. Và lạc viên này đó là một cái lạc viên vô cùng đẹp, đẹp lắm. Chúng tôi nghĩ ở trên trái đất này có những cái lạc viên như là Sunken Garden ở Florida, hay là Butcher Garden ở Vancouver, hoặc giả là Dharma Garden ở bên Đức chẳng hạn. Nhưng mà mỗi lần đi đến đó, chúng tôi lại có cảm tưởng là nó sẽ không có thấm vào đâu so với lạc viên trên cõi trời tam thập tam. Thì thưa quý vị, lúc bấy giờ khi mà biển trời Palapari đưa 1000 tiên nữ vào trong lạc vui viên để ngắm hoa, và một số các tiên nữ này đó lại bay lên trên những cái cành cây rất lớn mà nở đầy hoa đó, hái hoa và ném xuống, vừa ngắm hoa, thưởng thức hoa, đùa với hoa trong cái sự vui tươi như vậy đó. Thì một ở trong số 1000 tiên nữ đó là hết tuổi thọ. Chư thiên trên cõi trời, thưa quý vị, là hạng hóa sanh. Chúng ta là người thai sanh đó, thì nó chết đi thì cái xác còn đó phải làm tang lễ, rồi phải tống táng bằng cách là chôn hay là thiêu vân vân. Nhưng mà loài hóa sanh đó là tự nhiên hiện ra và tự nhiên biến mất. Dạ. Là thiên nữ đã mạng chung hết tuổi thọ ngay ở trên cái cành cây đó, và lại sanh xuống thành xá vệ, là một cô gái ở trong một nhà giàu. Nhưng mà khi nàng sanh xuống, vừa có tuổi lớn lên một chút, 13 tuổi, thì do cái nghiệp lực nàng lại nhớ cái quá khứ. Nàng lại nhớ cái quá khứ. Mà nàng nhớ những công đức đã làm ở trong quá khứ xa xưa mà sanh là cõi trời. Thành ra từ đó trở đi đó, thì cô gái này càng lớn lên đó, thì càng chuyên tâm để mà tạo phước, với cái tâm mong mỏi là sẽ một ngày nào đó trở về lại thiên giới để đoàn tụ với người chồng của mình. Đó là đại tiên Palapari, một người mà nàng rất là yêu thương. Thành ra nàng có cái tên gọi là Pati Puchika, là cái người cúng dường với một cái tâm nguyện. Thì thưa quý vị, và nàng tiếp tục phước, mỗi ngày làm phước, và thỉnh thoảng làm phước thì nàng có cái lời nguyện mà người trong nhà biết và chư tăng cũng biết, là nguyện cho con do phước báo này đó sanh về để đoàn tụ với người chồng. Nghe rất là kỳ, không ai biết chuyện đó như thế nào, bởi vì nàng nhớ và giữ nguyên, giữ nguyên cái chuyện đó như là một cái gì trong lòng mình. Và rồi chúng ta được biết rằng do cái phước hạnh là mỗi ngày nó tạo thành một cái năng lực gọi là đoạn nghiệp, nên khi nó đầy đủ đó thì nàng lại mệnh chung. Và câu chuyện mà quý vị nghe Hòa Thượng Thời Sư kể là một ngày như mỗi ngày Chư Tăng đi ngang mà không thấy ngài nàng để bát cúng dường, thì hỏi ra thì nàng đã mệnh chung ngày tối qua. Những câu chuyện đó là nàng mất đi, lại sanh lên cõi trời tam thập tam thiên,
và không phải trở về chốn cũ, mà nàng lại sanh ra ngay ở trên cái nhánh hoa, ở trên thiên giới. Thì thưa quý vị, ở trong kinh nói rằng cõi trời tam thập tam thiên, một ngày ở trên đó nó bằng 3 tháng ở dưới trần gian này, tức thì giờ trên đó dài lắm. Nàng là một thiên nữ đã từng hái hoa ở trên một cành cây trong vườn mà có tên là Lạc Viên, chết đi rồi sanh làm người, lớn lên mà sanh trở lại. Cái thời gian nàng sống ở trong cõi người cũng 10 mấy 20 năm, từ một bé sơ sinh trở thành một thiếu nữ rồi sanh trở lại cõi trời, nhưng thật ra nó chỉ là một khoảnh khắc ở trên thiên giới. Nhưng mà điều này không có qua được mắt của vị trời Bhupapari. Vị trời mới hỏi nàng thiên nữ là nàng đã đi đâu, tức là đã vắng mặt, đã đi đâu. Thầy nàng mới kể lại là thiếp đã mệnh chung và đã sanh xuống cõi người, đã là một người làm những thiện sự như vậy, và nhờ những thiện sự như vậy nên hôm nay, nên bây giờ sanh trở lại cõi trời để đoàn tụ với phu quân. Thì thưa quý vị, câu chuyện như là một huyền thoại, như là một cổ tích, và kể ra câu chuyện rất là đẹp, rất là đẹp. Một thiên nữ hái hoa hết tuổi thọ, sanh xuống nhân gian làm người, tạo phước trở về, là người về chốn cũ, nghe cũng đẹp. Nhưng mà điều mà Đức Phật Ngài nhắc ở tại đây là cái sự vô cảm của chúng ta đối với một sự thật rất là hiển nhiên là cái chết. Vị thiên này từng sống trên cõi trời, sanh trên cõi người, và nguyện rằng do cái phước hạnh mình làm sẽ sanh về cõi trời. Vị này nhớ kiếp trước, mong đời sau, và thấy rõ cái làn ranh của sanh tử. Nhưng mà không vì vậy mà vị này tỉnh ngộ. Vị này không nghĩ đến cái chết, không nghĩ đến sự vô thường của cuộc đời này, mà thay vào đó chỉ nhớ người chồng trước và mong trở về đoàn tụ với chồng. Chúng ta thấy không? Cuộc sống này phải chỉ có thiên nữ đó, mà đa số chúng ta cũng vậy. Có bao nhiêu lần chúng tôi đi tụng kinh Đám Ma, thưa quý vị? Tất cả mọi người đều quay quần, làm sao cho tang lễ được long trọng, làm sao để lo việc này cho chu tất, làm sao để chuẩn bị cho việc kia được tốt. Nhưng mà tất cả mọi người xây chung quanh một xác chết, và cũng không có mấy ai trong giây phút đó mà nghĩ rằng xác chết đó đó là của một người đã từng sống, và rồi tất cả chúng ta sẽ chết như vậy. Và khi cái chết đến thì mọi thứ trong đời này đều vô nghĩa, vui buồn thương ghét, tất cả cái chết ở trong đời này đó nó khiến cho tất cả những gì mà chúng ta có đều trở thành vô nghĩa, nào là tài sản, xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, tất cả đều vô nghĩa hết. Chúng ta không thấy cái chết đó đó là một sự gợi nhắc để chúng ta suy tư, mà chúng ta chỉ bận tâm với nào là cáo phó, nào là nghi lễ, nào là trang trí, nào là thủ tạc, vân vân. Về điều này đó thì nó không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Cái bản chất của chúng ta là như vậy. Bởi vì trong bài kệ pháp cú này, cũng như bài kệ pháp cú khác, Đức Phật Ngài nhân cái duyên sự đó, Ngài dạy rằng cái tâm ý của chúng ta đó là luôn nghĩ đến cái hoa dục lạc. Hoa lạc
tức là những cái mặt rất là đẹp, những cái mặt rất là khả ái khả ý mà chúng ta bám víu trong đời sống. Nhưng mà đời sống không phải chỉ có hoa dục lạc đâu, đời sống còn có một thứ, đó là cái chết. Cái chết đó, nó đến đó, nó là một vấn đề lớn, một vấn đề mà chúng ta không có giải pháp. Cái chết nó đến đó, nó là một điều mà không chừa bất cứ ai, dù chúng ta là hoàng đế hay là thường dân, dù chúng ta là tỷ phú hay là người nghèo, dù là chúng ta là người có địa vị trong xã hội hay là một người rất là tầm thường. Cái chết đến cuốn trôi tất cả. Đó là một điều kỳ lạ, rất kỳ lạ, là cái chết đó, nó có một cái ảnh hưởng lớn như vậy, nó có một cái điểm đến lớn như vậy, nó có một cái chi phối lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta không màng, chúng ta rất là hờ hững, không muốn nghĩ cái chết, thậm chí muốn quẩn mặt đi. À, chúng ta thấy vua Lưu Ly sống thì nghĩ đến trả thù rửa hận, và nằm ở trên bãi cát bị sóng thần cuốn đi. Và trong cái chết vô nghĩa đó, thì tất cả những hận thù, tất cả những gì mình có đó, nó đều là vô nghĩa. Chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của một thiên nữ chết đi sanh làm người, nhớ lời kiếp trước, nhưng mà lại không màng, lại không nghĩ, không bận tâm đến lễ sinh tử, mà chỉ mong làm sao mình sanh về đoàn tụ với người chồng trước. Cái đó chúng ta gọi là vô minh. Cái đó chúng ta gọi là người chỉ biết hái hoa phục dục lạc. Và có khi tử thần đến á, thì nó lại mang chúng ta đi, và chúng ta rời bỏ cuộc đời này trong cái mà chúng ta gọi là sự vô nghĩa. Chúng ta làm bỏ tất cả những gì mà mình xây dựng, mình bám víu, mình bỏ lại tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là quan trọng nhất trong cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì vô minh. Chúng ta sống đừng bao giờ trách người khác. Sao họ không làm vì điều này? Sao họ không làm điều kia? Tại sao họ không thương mình? Cái việc quan trọng nhất cuộc đời họ, họ không còn nhớ, sao họ nhớ? Ai trong chúng ta là người thật sự mà sống với lẽ vô thường? Không có. Chúng ta rất ít khi sống với lý sanh diệt. Không có, chúng ta không sống. Chúng ta sống với cái gì? Sống với cái chuyện vui buồn, thương ghét, chuyện được mất hơn thua. Nhưng mà bảo rằng cái chết, sự vô thường, sự biến dịch trong cuộc sống, có ai trong chúng ta tránh khỏi điều đó? Có ai trong chúng ta mà có thể sống hoài không chết? Đức Phật Ngài không phải trong một bài kinh, mà thưa quý vị, nếu chúng ta nhắc, chúng ta sẽ nhắc hoài rất 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 nhiều bài kinh. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là cuộc sống thật ngắn ngủi, đưa dần đến tử vong, không ai làm khác gì được. Người hiểu được điều này năng làm các công đức, năng làm các việc thiện vì phúc đức đã tạo, là cội nguồn hạnh phúc. Tất cả chúng sanh ở đời đều phải chết, vì mạng sống vạn loại có chung cuộc là sự chết. Ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh cõi khổ. Chúng ta có quan tâm gì đó không? Không có. Không bao giờ có. Chúng tôi thỉnh thoảng có biết một vài người, Phật tử có và chư tăng có, sắp đi một chuyến đi dài, không bao giờ biết chuẩn bị hành trang mình hết. Ngày cuối cùng gọi chúng tôi hỏi sư, bây giờ sắp đi Ấn Độ rồi, bây giờ mang theo cái gì? Chúng tôi nói điều này điều kia, còn chuẩn bị đó là trời, bây giờ tìm chắc không ra, bây giờ sư có nào xin cho cô mượn cái đó. Thì có khi chúng tôi cũng có.
Nhưng mà không có hành trang đi xa đó, đôi khi còn mượn được. Nhưng mà khi chúng ta đi vào cõi chết thôi, mượn ai chắc. Tại vì sao vậy? Tại chúng ta phải đi một mình. Và tất cả hành trang chúng ta có đó là việc thiện, việc bất thiện tạo nên quả. Và quả của nghiệp là hành trang của chúng ta. Đó là hành trang của chúng ta. Và lúc đó làm gì nữa bây giờ? Nó thật là một chuyện mà chúng ta không bao giờ suy nghĩ được. Là một thiên đường chết đi sanh làm con người, sanh vào con người, nhớ được kiếp trước, thấy được cái sinh tử, thấy được cái sự vô thường của luân hồi. Nhưng mà không vì vậy mà nàng thiên nữ này cảm nhận sâu sắc về lý vô thường, cảm nhận sâu sắc về cái chết, mà chỉ muốn làm sao sanh trở lại cõi trời để đoàn tụ với người chồng. Đó là đoàn tụ với thiên tử Paparapari. Dĩ nhiên là chúng ta nói là ái dục là mạnh, vô minh là mạnh trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta nghĩ chuyện rất lớn chuyện. Đó là chúng ta nói rằng nàng Patipuchika không có, tức là nàng nhớ được chuyện quá khứ. Còn chúng ta thì sao? Tất cả chúng ta đều biết chuyện tương lai hết. Chuyện tương lai là chúng tôi sẽ chết, quý vị sẽ chết, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chết bằng cách này hay chết bằng cách khác, lần lượt chết. Khi mà đại dịch COVID đến, thì thưa quý vị, ở chùa Pháp Luân có 5-7 Phật tử mất đi. Và những Phật tử này lão thành, những Phật tử này gắn bó với chùa lâu năm. Trong một cái tang lễ, chúng tôi ngồi ở phía trước nhìn xuống những Phật tử chùa đến, chúng tôi có thể thấy rằng chỉ trong vòng vài ba năm nữa thì cái số người rồi nó sẽ có nhiều người ra đi. Chắc chắn như vậy. Chắc chắn là có nhiều người ra đi. Điều đó không tránh khỏi. Bởi vì một là họ lớn tuổi, hai cái chết bất cứ lúc nào. Chúng ta sợ COVID, chúng ta sợ chiến tranh, chúng ta sợ này, sợ kia. Nhưng mà kỳ thật, có sợ cái mấy chúng ta không chết. Không chết vì COVID, không chết vì chiến tranh như người ở Ukraine, hay là không chết vì COVID như những người đã nằm súng. Mấy triệu người đã chết trên trái đất này vì COVID. Thì chúng ta cũng phải chết vì bản chúng ta, tất cả chết. Vấn đề không phải chúng ta chết như thế nào, vấn đề không phải chúng ta chết ở đâu. Chúng ta vấn đề là rồi cái chết đến, chúng ta làm gì đối với cái chết đó. Chúng ta có đủ cái sự tỉnh táo, đủ sự sáng suốt để mở mắt ra, để nhìn thẳng vào thực tại. Chúng ta có đủ cái cảm thức để nhận ra cái lý sanh diệt cuộc sống. Chúng ta có đủ cái sự bừng tỉnh để thấy về cái hệ lụy của cuộc luân hồi hay không? Hay là chúng ta vẫn cứ thế mà đi, vẫn theo cách đó mà suy nghĩ, một cái nếp cũ suy nghĩ hoài. Lúc nào chết đã hay, bây giờ hái qua dục lạc, bây giờ thầm con dục lạc. Hai câu chuyện mà chúng ta nghe và thường kịch sửa hôm nay, một câu chuyện về một vị vua Idu Kapha mới lên ngôi thôi, mới đăng quang thôi, nhưng mà không nghĩ đến chuyện hưởng thụ, không biết chuyện dân dân trị nước. Đăng quang lên nghĩ đến chuyện trả thù, tại vì hận thù cái nhục á, nó là một nỗi bận tâm lớn mà nhà vua rất tâm trả thù. Và trên đường trở về, sau khi tàn sát nhiều người dòng họ Thích Ca, thì trở về bị nước cuốn rồi. Chúng ta nghe câu chuyện của nàng thiên nữ từ cõi trời sáng suốt khỏi người, nhớ lời kiếp trước. Nhưng mà nhớ lời kiếp trước không có phải là thấy được cái sanh diệt, thấy được cái vô thường. Nhớ kiếp trước chỉ mong là sẽ trở về đoàn tụ với chồng. Bởi vì khi nàng là phước phát nguyện như vậy, nên nàng có cái tên là Patipuchika. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy một cái bản chất cố hữu, một bản chất chung của tất cả chúng ta. Không phải nói A và B, không phải nói người này kia. Đó là vô minh và ái dục. Tất cả chúng ta đều như vậy hết. Và nếu chúng ta thường đọc lời Phật dạy đó, thì thưa quý vị, Đức Phật xem cái chết đó là một cái sự cảnh báo rất tốt để chúng ta nhìn lại. Đức Phật kể xem cái chết đó là điều
rất là tốt để chúng ta quán về sanh diệt, quán về vô thường. Thật ra rất khó để chúng ta hiểu tại sao Đức Phật dạy rằng ai sống 100 năm không thấy được sanh diệt không bằng ta sống một ngày mà thấy được sanh diệt. Thật ra chúng ta đang ngủ một giấc ngủ mê. Chúng tôi đã từng gặp những người mà bác sĩ báo rằng bệnh ung thư gan đó, 3 tháng, 6 tháng người chết. Nhưng mà lúc đó người đó quan tâm đến điều gì? Thế vì họ quan tâm rất ít về sự vô thường, quan tâm rất ít về cái phước hạnh, quan rất ít về sự chuẩn bị tâm lý của mình đón nhận cái chết, mà nghĩ chuyện cái gì làm lại nhớ điều này, nhớ điều kia, nhớ điều đó. Chúng ta có đặt cái ưu tiên đúng chỗ không? Chúng ta có thấy được cái gì là cái cần thiết kịp thời cần phải làm khi mà tất cả chúng ta đều phải chết không? Không có. Đừng nói gì đến cái chuyện mà mù mờ như chúng ta. Chúng ta nhớ là một vị vua đăng quang là một vị đại đế đứng đầu cả cái xứ Kosala, là một trong hai vương quốc lớn nhất của Ấn Độ bây giờ. Nhưng mà lên làm vua rồi sự bận tâm là gì? Là hận thù, là rửa hận. Để rồi khi cái chết nó đến, nó thực sự bất ngờ, rất là bất ngờ. Chúng ta nghe gì về một thiên nữ sanh ra làm người rồi sanh xuống làm người, nhớ được kiếp trước chứ? Đáng là nhớ kiếp trước, thấy vô thường thì tu hành không? Không có. Chỉ mong là sanh sẽ có trời đoàn tụ với trong. Và khi sanh thiên giới kể lại cho thiên tử Bappapari nghe, thì thiên tử Bappapari nghe một cách rất là thú vị, nhưng mà cũng không có thành tựu được điều gì. Tại vì sao vậy? Tại vì cái vô thường, cái sống chết, cái sinh tử, cái sinh diệt đó, nó không có đủ là một chất xúc tác mạnh cho đời sống của chúng ta. Thì chúng ta phải hỏi rằng tại sao? Tại sao nó được xúc tác? Câu trả lời của một người học Phật Pháp đó là do vô minh mà ái dục thôi. Đơn giản như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi đang nói để trong thời gian nếu Tôn Đức chưa bị giảng sư có bị nào vào trong lớp học, quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi thỉnh quý ngài. Có nhiều khi chúng tôi nói chuyện chúng tôi không có theo dõi được. Dạ. Bây giờ thì cảm ơn sư thầy kia. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta nói sang một cái chuyện khác liên quan đến đời sống nội tâm của mỗi chúng ta. Có hai cái trường hợp mà có hai cái thái độ mà khi chúng ta nghĩ đến cái sống và cái chết ấy. Và cả hai thái độ này Đức Phật đều khen, đều khuyến khích. Nhưng mà chúng ta cũng nên cân phân. Một á, là nghĩ đến cuộc sống ngắn ngủi, nghĩ đến cái chết, thì chúng ta tinh tấn để làm việc thiện. Cũng như là câu chuyện mà chúng ta học ở trong phẩm Cô Sa La. Khi vua Ba Tư Nặc, vua Ba Sư đã đi đến bạch hỏi Đức Phật, thì giờ vua thấy rằng con người ở đời này đó là chỉ quan tâm đến những cái tầm thường trước mắt, nhưng mà không chuẩn bị hành trang cho cuộc luân hồi. Đức Phật này xác nhận đúng như vậy. Và gây dạy rằng cái người trí đó, biết sống như thế nào, biết làm cái gì để mình có được sự chuẩn bị tốt cho kiếp tương lai, tức là làm cái thiện sự. Như chúng ta nghe câu
Phật cùng cuộc sống thật ngắn ngủi, đưa dần đến tử vong. Ai hiểu được năng làm các thiện sự vì công đức đã tạo là cội nguồn hạnh phúc. Đó là một thái độ. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng mình làm thiên sự sanh về cõi trời thì cũng có thể là chúng ta rơi vào trường hợp của nàng Pati Puchika là mỗi ngày để bắt cho chư tăng nguyện là trở về đoàn tụ với chồng, và chuyện đó cũng được, chuyện đó cũng tùy tâm mãn nguyện. Nàng do cái nghiệp thiện đó đã mạng chung và sanh trở lại cõi trời đoàn tụ với chồng. Nhưng mà thưa quý vị, việc mà tạo phước đức để sanh về cõi an lạc đó, thì nó chỉ là một cái đáp ứng có cái tính cách là thường tình thế gian. Mặc dù tất cả chúng ta đều biết tạo thiện nghiệp là tốt, tạo phước hạnh là tốt, có được phước là tốt, nhưng mà Đức Phật Ngài còn khuyên chúng ta nên hướng cầu một thứ khác, đó là thắp sáng cái tuệ giác của mình. Dĩ nhiên là đa số người nghĩ đến cái chết và nghĩ đến vô thường thì tinh tấn làm các thiện sự, tinh tấn bố thí trì giới v.v. để tạo phước mang đi đời sau, chuyện đó cũng tốt. Và Đức Phật cũng dạy điều đó. Nhưng mà khi chúng ta làm điều này thì chúng ta nhớ một việc là một người đi xa họ có hai sự chuẩn bị. Một là chuẩn bị tiền bạc mang theo, hành trang mang theo. Đó là chuẩn bị về điều kiện vật chất. Nhưng mà có điều kiện vật chất để đi đến vùng đất lạ đó, nó chưa phải là tất cả câu chuyện. Tại vì khi chúng ta đi vùng đất lạ, có đi khi chúng ta mang theo tiền mà không khéo là bị ăn cướp. Chúng ta không khéo là chúng ta mất trắng tay. Thật ra, một cuộc hành trình xa cần đến kỹ năng thích nghi, kỹ năng sống còn, kỹ năng tránh được hiểm họa, và thậm chí kỹ năng rất đơn giản là làm sao mình có thể ăn uống dọc đường mà tránh được những bệnh tật, vân vân. Thì chúng ta tạm gọi cái sự hiểu biết đó, tạm gọi kỹ năng đó, đó là trí tuệ. Và cái trí tuệ ưu việt đó gọi là tuệ giác. Chúng ta sống hàng ngày là thân con người, thỉnh thoảng nghe pháp, ví dụ như quý Phật tử vào trong lớp học này, chư tăng và quý Phật tử chúng ta cùng nhau nghe hai câu kinh Pháp Cú, cùng nhau suy niệm hai câu kinh Pháp Cú, thì đó là những giờ phút mà mình được nhắc nhở. Nhưng mình buông ra thì không, chúng ta buông ra thì chúng ta không được nhắc nhở. Đó là kiếp này, đó là thỉnh thoảng, thậm chí là hàng ngày được nghe pháp thì chúng ta còn quên mình. Nói gì khi mà chúng ta sanh vào một nơi nào đó, một xứ nào đó, hoàn toàn không biết Phật Pháp, thì chúng ta lại quên bản đi. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta tạo phước, mà chỉ là phước vật, mà không có phước ký, không có phước đức, chỉ là sự sung mãn về vật chất, mà không có những thói quen tốt, những tập tánh tốt, và đặc biệt là trí tuệ, mẫn tiệp, thì có thể giai đoạn đầu nó tốt lắm, mình có cuộc sống tương đối là yên ấm, tương đối là sung túc. Ví dụ như do cái phước quá khứ mà có thể sanh trong gia đình giàu có, trở thành cậu ấm cô chiêu, trở thành một người, một được người ta gọi là thiếu gia vì sanh trong gia đình giàu có, nhiều tiền lắm bạc. Nhưng mà được như vậy nó không phải là tất cả. Nếu chúng ta sanh ra đời mà có nhiều phước nhưng mà lại không có đủ cái trí tuệ, thì cho dù mình khỏe, cho dù mình đẹp, cho mình giàu có, cho dù quyền lực,
Thì thưa quý vị, cái khả năng đi xuống nó rất nhiều. Bởi vì cái người mà nghĩ về tương lai, biết về tương lai thì luôn chuẩn bị hai thứ. Một là cái tập tánh tốt, hay là cái thói quen tốt, hay thường cận y duyên tốt. Thấy người khổ mà biết rung động, đó là tập tánh rất là tốt. Bởi vì sao? Tại vì thưa quý vị, hàng ngày người khổ nhiều lắm. Chúng ta thấy bậc giới đức, mình biết nghiêng mình, là tại vì có những người rất là khả kính đáng động, chúng ta biết nghiêng mình. Cái đó là một điều tốt. Mà kiếp này nó như vậy thì kiếp sau được như vậy thì quá tốt. Tập thờ cha kính mẹ, để trong tương lai sanh ra đời mình có cha có mẹ, mình biết có những khi quỳ xuống lại cha mẹ, mình biết có những khi mình phải kềm giọng, không giận dữ, không nói những lời hỗn sự với cha mẹ. Mình biết thương cha mẹ, phụng dưỡng khi tuổi bây giờ. Nó cũng một thứ tập tính. Ngay cả Đức Phật dạy rằng, một người mà sanh ra mà biết lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con cái, cũng là một thiện pháp. Đừng nói chỉ lo cho cha mẹ. Tất cả những điều này đó, nó đều tạo cho chúng ta những cái thường cận y duyên tốt. Thường cận y duyên tốt đời này và đời sau. Nhưng mà tập tính tốt chưa đủ, thói quen tốt chưa đủ, mà chúng ta phải sống có cái trí tuệ được. Cái trí tuệ thì không phải tự nhiên mà có đâu. Trí tuệ đó, một phần là do cái tiềm thức hợp trí. Nhưng phần khác là cái cách suy nghĩ, nhìn đúng chỗ, nó tạo nên một cái chất xúc tác. Thí dụ như là chúng ta thấy một xác chết, thấy một đám tang, thì cái đám chết, xác chết đám tang đó, đôi khi nó không phải là chất xúc tác với chúng ta như là Đức Bồ Tát khi còn ở trong cung, mà ngài đi bốn cửa thành, ngài nhìn thấy người già, người bệnh, người chết và vì sao môn, nó là chất xúc tác rất lớn. Hay là Giác Xá là một công tử giàu có sống trong nhung lụa, mà chỉ nhìn thấy những vũ công nằm ngủ mê mệt, có những hình ảnh không đẹp như ban chiều, đã là chất xúc tác để tỉnh ngộ. Hoặc giả là cái chất xúc tác mà nó mạnh như vậy là do chúng ta thường quán và sanh diệt. Và do vậy, thay vì sợ, thay vì kiên kỵ, không nói đến cái chết, không nói đến vô thường, thỉnh thoảng chúng ta tin nhắc rằng rồi mình sẽ chết, rồi mình sẽ chết. Cuộc sống thật ngắn ngủi, đưa dần đến tử vong, không ai làm khác được. Rồi chúng ta sẽ chết. Như câu thần chú vậy đó. Thấy xác chết, người ta chết rồi mình sẽ chết. Và mình nhắc nhiều cái chết để làm gì? Để mình bớt đi những cái gọi là mình ghim trong lòng. Đó là những cái quan trái, những cái hận thù, những cái bận tâm nó không đáng gì. Nếu chúng ta ngồi nghĩ lại trong đời sống mình đó, hàng ngày đó mình có nhiều cái chuyện bận tâm, tức gọi là chẳng có nghĩa gì đâu hết. Có người nào đó vì lý do nào họ nói một câu, họ nói xiên nói xỏ, làm cho chúng ta giận, chúng ta bực, và chúng ta đem vào giấc ngủ, đem vào đời sống hàng ngày để làm gì? Để làm khổ mình. Nhiều khi chúng ta phải tập buông đó đi. Lấy cái chết quán sự vô thường để buông bỏ, và luôn luôn chắc rằng mình sẽ chết. Rồi thưa quý vị, lúc nào mà mình có những chuyện rất là lo âu, rất lo âu, lo rất là nhiều, lo không biết là cái gì xảy ra, lúc bây giờ chúng ta nên nhắc câu là rồi mình sẽ chết, rồi mình sẽ chết. Và lâu ngày đó thì đối với chúng ta, cái hiện tượng sanh diệt, cái hiện tượng sanh khởi của các pháp và sự tiêu diệt các pháp đó, nó không phải chỉ là khi nào mình tắt thở, mình nằm xuống, mà nó diễn ra mỗi ngày. Đang khỏe đó rồi đau đó, đang vui đó rồi buồn đó, sanh diệt nó xảy ra. Đó là một hiện tượng. Cuộc sống chúng ta thực tế nó là một sanh diệt. Và càng nhìn kỹ, nhìn rõ dục sanh diệt đó, nó sẽ đánh động
cái trí giác của chúng ta, nó đánh động cái tâm tỉnh thức của chúng ta. Và đó là một cách mà người trí thường tự quán, thường tự nhắc nhở chính mình. Nói cho cùng thì rồi chúng ta sẽ đi hành trình vào luân hồi một mình thôi, không ai sẽ nhắc mình mãi. Không bao giờ chúng ta mang theo cả một cái kho kinh điển. Không bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng mãi mãi mà chúng ta mỗi ngày có cơ duyên mà ngồi nhau như trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma này để cùng nhau nói cho nhau về vô thường, về sanh diệt, không có. Những gì chúng ta có đó chỉ là một giai đoạn. Rồi cuối cùng mỗi chúng ta sẽ phải tự nhắc chính mình. Rồi mỗi chúng ta sẽ phải tự mình vươn lên giữa cái bùn nhơ nước động của kiếp tập luân. Không ai giúp chúng ta được chuyện đó. Nó giống như một con voi chiến của Ba Tư Nặc đó. Ba Tư Nặc mà nó xa vào bụng lầy, người ta không ai kéo lên nổi, cho đến khi tự nó tìm được sức mạnh do cái tiếng trống tiếng quân, trống xu quân đó, nó trỗi lên trong lòng, tự nó vươn lên. Chúng ta hãy suy nghĩ đi, ai giúp chúng ta? Ai giúp chúng ta tỉnh ngộ? Ai giúp chúng ta thấy được cái thực chất sanh diệt? Đó là chính mình. Bởi vì một cái người mà có hiểu Phật Pháp đó, thì những cái điều mà không vui, không may trong đời sống này đó, nó luôn luôn là những điều gợi nhắc. Nó luôn luôn là những điều mà nếu chúng ta khéo quán chuyển là tính chất xúc tác cho cuộc sống. Bây giờ mình sống trong nơi mà trời nóng quá, cái nóng đó nó cũng nhắc nhở chúng ta về sự vô thường. Tại sao có lúc trời nó mát mẻ dễ chịu mình thích quá, có lúc trời nóng quá, những lúc mà chúng ta bị người khác họ chê bai, họ nói chuyện này kia, thì tại sao lúc có họ khen mình, có lúc họ chê mình? Tại sao có lúc vui, có lúc khổ? Tại sao lúc này lúc khác? Nó chỉ đơn giản thôi, đó là sự vô thường. Cuộc sống là một sự đắp đổi, là một sự hỗn hợp. Chúng ta phải đắp đổi hỗn hợp là nó không thể nào có một thứ này hoài, thứ này kia. Đức Thế Tôn là một hình ảnh rất là tiêu biểu. Ngài được vinh danh, được tôn vinh đảnh lễ, được xứng đáng nhiều nhất, và cũng rất nhiều người mạ lị miệt thị chửi mắng Ngài. Ngài có những bữa ăn mà chỉ có một vị Pháp Vương mới làm như vậy. Như vua Ba Tư Nặc đã từng chuẩn bị một bữa trai tăng vĩ đại, và mỗi một vị tỳ kheo lại có một con voi ngồi kế bên để hầu. Mà cả hàng mấy trăm vị tỳ kheo như vậy có Đức Phật là chứng tỏa. Vua Bình Sa Vương chuẩn bị Đức Thế Tôn một chuyến đi từ Vương Xá đến Vesali, một chuyến đi trọng thể mà trong đời chỉ đặng như vậy, chỉ có một. Nhưng rồi có những lúc Ngài sống một mình, sống một mình thôi, ở trong rừng sâu, ở đêm đông, nằm ở trên chiếc y tăng già lê. Đến đội vương từ Aphaya cũng xót xa, nói rằng Đức Thế Tôn có được an lạc không khi mà Ngài sống trong rừng, trong mùa đông lạnh lẽo như vậy? Đó là Đức Phật, đó là Đấng Thiên Nhân Chi Đạo Sư, đó là Đức Thế Tôn. Đời sống chúng ta như vậy thôi. Chúng ta sẽ rất là ngây thơ khi mà chúng ta nghĩ rằng đời sống mình không có vô thường, đời sống có thay đổi, đời sống luôn luôn vô thường, luôn thay đổi. Và nói thật, mình chờ đến cái chết mà thấy được sự vô thường đó, thì cũng hơi trễ đó. Nhưng mà ít nhất cái chết nó rất là mạnh. Và chúng ta cũng nên nhớ một điều là khi mà Đức Phật dạy rằng chúng ta sống trong cuộc đời này luôn say mê để hái hoa dục lạc, điều đó nghĩa là gì? Điều có nghĩa là chúng ta sống luôn mãi tìm kiếm cái gì thỏa mãn cho mình, luôn luôn tìm như vậy, tìm một lời nói thương yêu, tìm mua một món đồ mà mình thích, tìm ăn một thứ ngon, tìm đi chơi một cảnh đẹp. Và chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm, giống như là những người thích bông hoa
luôn đi tìm thứ hoa này đẹp, kiển kia đẹp, luôn luôn đi tìm. Những thứ đó thật ra nó không có chuyện gì đáng nói. Đi tìm cái hoa dục lạc thì là bình thường của kiếp người. Nhưng mà do mãi mê đi tìm cái hoa dục lạc mà quên đi cái bản chất vô thường, bản chất sinh diệt của đời sống, thì thưa quý vị, quả thật chúng ta có vấn đề. Có vấn đề. Một vị vua, một vị tân quân mới lên vua mà chỉ muốn thỏa mãn cái hận thù, muốn rửa cái mối hận trong lòng, không nghĩ đến chuyện khác, rửa mối hận trong lòng, để rồi chết đi trong cái chết tai nạn. Một vị tín nữ biết nhân quả, biết đời trước mình đã từng sống trên cõi trời và biết có sanh tử, biết có sống chết, nhưng mà chỉ luôn luôn nghĩ đến người chồng, mà người chồng ở trước tức là thiên tử Bapapari, mà lại không có dùng cái đó để đánh động cái tuệ giác của mình. Đúng là chúng ta sống là luôn khái hoa dục lạc. Mình đang nhìn lại toàn bộ cuộc sống con người, toàn bộ cuộc sống con người, tất cả chúng ta đều truy cầu, đều đi tìm. Hỏi đi tìm cái gì? Thật sự cuối cùng là mình tìm cái gì đó mà mình có thể mãn nguyện, có thể thỏa mãn. Đàn ông thì có cái đi tìm cái thỏa mãn đàn ông, đàn bà có đi tìm đàn bà. Người tại gia cư sĩ thì có đi tìm cái của người cư sĩ. Và nhà sư, người xuất gia thì cũng có đi tìm cái thỏa mãn của người xuất gia. Thưa quý vị, chúng tôi nói điều này có lẽ là quý vị nghe quý vị cũng chán, nhưng mà tại vì nhân lúc chúng tôi nói chuyện ở đây thì chúng tôi đang dẫn hai con chó nhỏ của chùa đi ra bên ngoài. Con chó đó thưa quý vị, nó luôn luôn dạ nó sục sạo, nó đi tìm cái này cái kia để nó có thú vui của nó, nó tìm cái thỏa mãn của nó. Trừ khi nó mệt thì chạy lên nằm gần chúng tôi thôi, nhưng mà nó nằm chút xíu rồi nó cũng chạy đi, nó tìm cái hình ảnh, nó giống y hệt trong cuộc sống của chúng ta vậy. Y hệt cuộc sống mỗi ngày chúng ta thức dậy đi tìm, đi ngủ cũng nghĩ đến chuyện tìm cầu, và có những cái niềm vui rất nhỏ, có những hạnh phúc rất tầm thường, nhưng mà chúng ta vẫn đi tìm, dù đó là một giấc ngủ, dù đó là bữa ăn, dù đó là bữa nói chuyện. Nhưng mà có bao giờ có được bao nhiêu giây phút mà chúng ta nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ chết? Có bao giây phút mình thấy được sự vô thường, vô thường qua cái sự biến đổi của trái đất, vô thường qua cái sự biến đổi của xã hội, qua sự vô thường biến đổi của tuổi tác, do vô thường biến đổi của hơi thở. Thưa quý vị, thời đại mà chúng ta đang sống đó mở cho chúng ta một cái cánh cửa rất là lớn về nhiều thứ. 40 mấy năm trước, 42 năm trước chúng tôi sang Hoa Kỳ đó, thì nước Mỹ lúc bây giờ nó khác với ngày hôm nay rất là nhiều về mặt văn hóa, chính trị, đời sống. Chúng tôi cảm nhận rất rõ, cảm nhận rất sâu sắc. Nước Mỹ mà chúng tôi sang đó, thời đó đó, có những thứ rất là thịnh hành, ví dụ như người ta hút thuốc rất nhiều, người ta uống nước ngọt, soft drink rất nhiều. Ngày hôm nay thì cái số người thuốc giảm xuống và ta bớt uống nước ngọt đi. Thời xưa nước Mỹ rất là giàu có, ngày nay thì nước Mỹ nợ gì chúa chổng. Và có những cái nền tảng chính trị mà ngày xưa chúng ta nghĩ rằng người Mỹ đạt đến cái cao điểm, nhưng bây giờ thì nước Mỹ là một trong những nước rất là tụt hậu về cái chính trị. Và rồi chúng ta đến trái đất, không có cái gì mà khiến cho chúng ta cảm thấy như là nó trơ gan cùng tới việc, giống như là núi, như là sông, như là biển, như là mặt đất này. Nhưng mà kỳ thật, những nhà địa chất cho chúng ta biết rằng trái đất nó trải qua rất nhiều giai đoạn.
Và giai đoạn hiện tại nó cũng là một giai đoạn thôi, và rồi nó cũng sẽ thay đổi. Trái đất đang nóng dần ra. Cái dân số con người đang tạo nên một hiện tượng quá tải, và cái sự ô nhiễm nó trở thành vấn đề lớn. Chúng ta đã trải qua những cái thời kỳ gọi là kỷ băng hà, và thời kỳ băng tan chảy, nó tạo nên bao nhiêu là những thay đổi trên mặt đất. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng những thời kỷ băng hà đó đã qua rồi. Rồi các nhà địa chất cũng cho chúng ta biết rằng vài 30 triệu năm nữa, tức nó cũng sẽ trở về với một giai đoạn nào đó mà chúng ta đã từng biết trong quá khứ. Dạ. Hết thời kỳ đóng băng rồi tan băng, hết thời kỳ tan băng rồi đóng băng. Và rồi, ngày xưa, nhiều tôn giáo đặc biệt là Do Thái giáo hay là Kitô giáo, Hồi giáo đó, thì đều cho rằng trái đất này là vĩnh hằng. Một ngày nào đó thì chúng cứu thế sẽ trở lại và tái lập trên trái đất này vườn địa đàng, và vườn địa đàng đó là vĩnh hằng. Nhưng mà theo Phật pháp và cũng theo sự cái biết của nhân loại ngày nay về thiên văn đó, là trái đất này chỉ là một hành tinh ở trục thái dương hệ. Trái đất này rồi sẽ bị hủy diệt. Thái dương hệ này rồi sẽ bị hủy diệt. Cái galaxy hay là cái thiên hà mà chúng ta gọi là Milky Way, dải ngân hà đó, mà chúng ta, cái thái dương hệ chúng ta là một nằm ở trong cái dải ngân hà đó, thì chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt. Một cái thiên hà cũng bị tiêu diệt, thái dương hệ bị tiêu diệt, trái đất bị tiêu diệt, thì sai gì chúng ta? Lịch sử nhân loại cho thấy bao nhiêu sự dời đổi, bao nhiêu đế quốc đã ra đời, biên giới của quốc gia, dù là đế quốc Mông Cổ, đế quốc La Mã, đế quốc của Trung Hoa, đế quốc của Ấn Độ, đế quốc Chu La Ấn Độ, v.v. Không có đế quốc nào tồn tại vĩnh viễn, và biên giới của thế giới nó thay đổi ở trong từng giai đoạn lịch sử. Thấy như vậy chứ nào mà bền vững. Chúng ta tranh chấp nhau từng hòn đảo, chúng ta tranh chấp nhau từ phần của lãnh thổ, lãnh hải, rồi để làm gì? Để rồi chúng ta đến với cuộc đời này, ra đi, bỏ lại tất cả và mang theo bao nhiêu nỗi hận trong lòng. Khi mà chúng ta nhìn thấy được những biến thiên, chúng ta nhìn thấy được những cái thay đổi chắc chắn sẽ đến, thì chúng ta nên tự hỏi rằng mình có cảm nhận một cái sâu sắc điều đó hay không? Nếu chúng ta từng tâm niệm rồi mình sẽ chết như là bao nhiêu cái chết khác, điều đó đó nó ảnh hưởng đến cái tâm thái của chúng ta như thế nào, nó ảnh hưởng đến sự nhận thức của chúng ta thế nào. Không phải ai trong chúng ta cũng thấy được một cái nhu cầu cấp thiết về điều cần làm đối với cái chết, đối với sự sanh diệt. Nhưng mà thưa quý vị, là con Phật, là người sống trong Phật pháp, thì chúng ta rất cần để thỉnh thoảng tu tập với cái tùy quán vô thường. Và chúng ta phải tự hỏi là tâm thức của chúng ta cảm nhận như thế nào về sự vô thường của cuộc sống. Chúng ta cần tự hỏi là đối với sự sanh diệt, đối với cái chết, thì chúng ta có thật sự đối mặt và lãnh hội ở đó những ý nghĩa gì về là đáng quý cuộc sống hay không? Đức Phật Ngài không nói cuộc đời này là đẹp, nhưng Ngài cho chúng ta một cái thông điệp của hy vọng. Thông điệp đó là từ cái sự biến thiên sanh diệt của đời sống, tuệ giác có thể thắp sáng, giống như từ chốn bồn nhơ nước động thì hoa sen có thể nở. Hoa nở lên từ đất, tuệ giác có thể sanh khởi,
từ cái thực trạng vô thường khổ vô ngã cuộc sống này. Và cũng mong rằng với ý nghĩ đó, chúng ta trở lời bài kệ ngày hôm nay. Chúng ta đừng sống một cách hững hờ, là chỉ biết hái hoa dục lạc mà không có một cái ý thức để rồi khi tử thần đến là cuốn trôi tất cả. Và chúng ta có một cái chung cuộc, một chung cuộc rất là tầm thường, như muôn vàn cái chết trên cuộc đời này, là cái chết đến mà không học được một ý nghĩa gì. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Bồ Tát Dhamma ở tại đây. Ngày mai này thứ vị chúng ta sẽ có lớp Phật học cơ bản, Phật pháp cơ bản, và chúng tôi là vị giảng sư. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bồ Tát Dhamma. Sa thủ lành thay, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân hòa thượng giác đẳng. Sa thủ lành thay, con Metta Ban Nhã, sức đại chúng trong chuông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, nhớ và hành trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, cùng tu các hạnh lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc khắp tường trong chánh pháp nhiệm của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền cầm xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường kiếm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang chánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sapa Deva Tassa Pasangka Lumba Vena Sotihon
thiện ơn ta đang thiện công đức đã làm, kẻ chiến lành dạy